Hôm nay mời các bạn cùng XTV đến với update. Tin đồn Cerberus giải tán, drama Jackie Love phải chi 21 tỷ để giải thoát chính mình. Live action đã đến rất gần. Cựu vương Viset đứng trước tin đồn giải tán đội liên minh. Gần đây, bất ngờ nổi lên tin đồn về việc Cerberus Esports, nhà vua Viset mùa đông 2021, có thể sẽ phải dừng cuộc chơi với liên minh. Thông tin chưa được kiểm chứng nhưng khiến không ít fan xôn xao bàn tán. Trước đó, tin này từng nổi lên hồi mùa xuân 2024 khi Cerberus vốn là đội tuyển giàu truyền thống, thường xuyên cạnh tranh các vị trí top đầu tại Viset, nay lại chọn một đội hình trẻ, thiếu kinh nghiệm và được dự đoán sẽ khá khó đạt thành tích cao. Tuy vậy, các tuyển thủ có lợi thế là cân lương, qua đó đảm bảo chi phí vận hành không quá tốn kém. Nếu điều này thành sự thật, sẽ lại là một cái tên quen thuộc với game thủ Việt nữa nối gót Sài Gòn Buffalo rời khỏi bản đồ liên minh Việt Nam lẫn thế giới. Đây là điều có thể hiểu được khi trong một sân chơi không có lãi như eSports thì chỉ các ông lớn có tiềm lực tài chính vững và thương hiệu mạnh như GAM, Team Wells, Team Secret hay mới đây là Viking đứng vững, còn các đội khác khó có thể cạnh tranh. Chưa kể, sang năm 2025, hệ thống giải đấu châu Á sẽ thay đổi hoàn toàn, đưa Viset sáp nhập với các giải nhỏ khác vào một hệ thống lớn hơn. Qua đó, độ cạnh tranh, nguồn lực vận hành cũng khủng hơn, tạo áp lực cực lớn lên các đội không có tài chính bền vững. Trong bối cảnh khó tìm được nhà tài trợ mới, giải Viset có phần kém hấp dẫn hơn vì các đội mạnh sẽ cạnh tranh trực tiếp tại APAC, thì sự lo ngại về việc các đội thuộc Viset rút vốn là hoàn toàn có cơ sở. Và câu hỏi đặt ra là, những cái tên nào sẽ còn trụ lại trong hệ thống giải đấu mới của Riot dành cho Liên minh Việt? JD được Top Esports giải cứu, vẫn còn cơ hội đi chung kết thế giới. Trong trận đấu mới đây ở vòng 3 Playoffs LPL hè 2024, Top Esports đã không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Anyone's Legend và đặt chân vào top 4. Điều này giúp Jackie Love và đồng đội tích lũy thêm điểm số và tiếp tục hành trình cạnh tranh trước vô địch. Bên cạnh đấy, JD cũng hưởng lợi từ kết quả này. Trước đó, cựu vương LPL đã bị loại khỏi Playoffs sau khi để thua Ninja in Pyjamas 1-3. Với tổng điểm tích lũy là 60 sau 2 mùa giải, JD cần FunPlus Phoenix và Anyone's Legend bị loại sớm để giữ vững vị trí trong top 6. Và kết quả mới đây đã giúp đội đủ điều kiện tham dự vòng loại khu vực. Đội vô địch LPL hè 2024 sẽ tham dự chung kết thế giới với tư cách hạt giống số 1 và đội có tổng điểm tích lũy cao nhất là hạt giống số 2. JD thuộc nhóm 4 đội cạnh tranh 2 suất hạt giống còn lại. Với điểm tích lũy thấp nhất, JD sẽ bắt đầu vòng loại khu vực với trận gặp Ninja in Pyjamas, đội vừa đánh bại họ ở Playoffs. Nếu thắng trận này, JD phải thắng thêm một cặp BO5 nữa với một trong các đối thủ tiềm năng là Weibo Gaming, Top Esports, Li Ning và Bilibili Gaming. Tất nhiên, với phong độ của Ruler và đồng đội hiện tại thì điều này được cho là sẽ khá khó khăn. Nhưng với việc vẫn còn cơ hội, JD sẽ có thêm thời gian chuẩn bị trong khi các đối thủ vẫn đang thi đấu Playoffs. Trận đầu tiên của JD ở vòng loại khu vực gặp Ninja in Pyjamas sẽ diễn ra lúc 15 giờ Chủ nhật ngày 1 tháng 9 giờ Việt Nam. Nhìn vào động thái này thì live action liên minh đã đến rất gần. Những ngày qua, cộng đồng bàn tán rất nhiều về series hoạt hình Arcane của Riot. Cùng với đó, hãng cũng công bố tái cấu trúc đội ngũ lãnh đạo. Công ty làm phim cho biết, một cựu nhân viên Netflix sẽ lãnh đạo studio đảm nhận các vấn đề live action. Cụ thể hơn, Riot cho biết, quá trình phát triển vũ trụ liên minh qua TV series và phim điện ảnh sẽ được dẫn dắt bởi hai studio khác nhau, gồm một studio về hoạt hình và một studio về live action. Trong đó, Brian Wright sẽ là người dẫn dắt studio live action. Trước đây, ông từng làm việc cho Netflix với tư cách là người đứng đầu các chương trình cho gia đình và thanh thiếu niên. Trong thời gian làm việc tại đây, Brian đã giám sát các thương hiệu nổi tiếng như Stranger Things, The Umbrella và Fuller House. Ông gia nhập Riot năm 2021 trước khi phát hành Arcane và chịu trách nhiệm lãnh đạo các kế hoạch về phim điện ảnh, phim truyền hình và hoạt hình. Nhờ việc tái cấu trúc này, Riot đã và đang cho thấy hãng đang tiến rất gần đến kế hoạch ra mắt loạt phim live action hấp dẫn về vũ trụ liên minh. Do đó, sau khi Arcane mùa 2 kết thúc,
có lẽ Riot sẽ đưa ra các thông tin gây bão về đế chế làm phim của mình. Ly kỳ câu chuyện Jackie Love phải tự bỏ tiền để đào thoát hợp đồng. Thị trường chuyển nhượng LPL 2020 từng có một phen sóng gió khi Jackie Love, xạ thủ số 1 của giải, bất ngờ lâm vào cảnh trớ trêu khi trình thì có nhưng lại chẳng thể ký hay gia nhập bất kỳ đội nào. Đầu đuôi bắt nguồn từ người anh họ cũng là quản lý của tuyển thủ này. Jackie Love khi đó muốn ở lại Invictus Gaming nhưng người anh họ lại đôn giá và đồng ý ký hợp đồng với Royal Never Give Up. Tuy vậy, vì một số lý do mà Royal đã không thể ký với Jackie Love nữa, trong khi đội chủ quản là Invictus Gaming thấy ngứa mắt và cũng không muốn tái ký với anh. Thêm vào đấy, các top team còn lại như Edward Gaming và Suning cũng đồng loạt tẩy chay, khiến Jackie Love bơ vơ không biết đi đâu về đâu, đành phải ngồi nhà gần hết mùa xuân năm 2020. Mãi về sau, xạ thủ của Top Esports thi đấu không tốt, nên cuối cùng họ cũng chịu đầu tư để đón anh tình về. Gần đây, drama cũ được đào lại và có bổ sung một số chi tiết mới. Theo đó, người anh họ quản lý Jackie Love đã ký thỏa thuận viết tay để tuyển thủ này gia nhập Royal Never Give Up. Tuy vậy, khi hợp đồng chính thức được đưa đến, thì các điều khoản viết tay được miêu tả là vô cùng kỳ cục, khiến không tuyển thủ nào muốn ký. Jackie Love bị trói buộc vào thỏa thuận viết tay này, khiến anh không thể bỏ kèo với Royal, nếu không sẽ phải đền bù một con số khủng. Và vì vẫn bị trói buộc bởi thỏa thuận, nên không đội nào có thể đàm phán với anh được. Sau đấy, cộng đồng truyền tay nhau, Jackie Love đã phải bỏ tiền túi ra gần 6 triệu tệ, 21 tỷ đồng để tự giải thoát khỏi thỏa thuận này. Lúc đấy, Top Esports mới có thể mang anh về. Một chi tiết nhỏ đáng chú ý cũng được khui ra là một thời gian ngắn sau drama chuyển nhượng này thì Suning đã trở thành ứng viên duy nhất cạnh tranh Jackie Love bằng cách hứa sẽ trả khoản tiền phá hợp đồng nói trên, nhưng sau đấy lại đổi ý. Invictus Gaming cũng có chút dính dáng khi muốn đưa Jackie Love trở về bằng cách đổi Huân Phân với Suning. Nhưng do Suning có ý định lật kèo từ trước nên đội này nhận Huân Phân luôn mà không làm phần còn lại của giao kèo. Với các diễn biến khó lường của drama, có thể thấy đấu trường LPL khi đó không hề đơn giản. May mắn là Jackie Love đã có thể đào thoát sang Top Esports, một đội tuyển được đầu tư mạnh và có thành tích khá tốt. Fan T1 thích thú khi có thêm hai nữ idol K-pop xinh đẹp tới cổ vũ. T1 luôn là đội tuyển có lượng fan đông đảo bậc nhất Hàn Quốc cũng như thế giới. Trong đó có nhiều fan khá đặc biệt và rất được chú ý. Đó là các diễn viên, idol nổi tiếng giới giải trí. Gương mặt nổi bật nhất chính là nữ diễn viên Park Bo Young, người luôn theo dõi sát các trận đấu của T1 những năm qua. Dù là sao hạng A bận rộn, nhưng cô vẫn tích cực ủng hộ T1. Gần nhất chính là việc xuất hiện ở sự kiện T1 Homeground. Mới đây, cộng đồng xác nhận có thêm hai nữ idol xinh xắn khác đến cổ vũ đội ở nhà thi đấu LL Park. Đầu tiên là nữ ca sĩ Baek Ye-rin, người xuất hiện cùng một chiếc áo T1 trong một trận đấu mới đây ở LCK hè 2024. Đây không phải lần đầu tiên nữ ca sĩ sinh năm 97 đến ủng hộ T1. Ở playoff mùa xuân, cô cũng đến xem và chia sẻ nhiều điều thú vị. Tôi rất vui khi được đến xem các tuyển thủ T1 thi đấu, hy vọng mọi người sẽ luôn giữ được sức khỏe và phong độ ổn định. Tuyển thủ yêu thích của tôi là Just, người đã thi đấu rất tốt ở chung kết thế giới 2023. Ngoài ra, tôi cũng xem stream và thấy cậu ấy hát những ca khúc của mình, đó là điều thực sự thú vị. Một cái tên nổi tiếng khác cũng đến xem T1 mới đây là Jane của Momoland. Cô là một người bạn của tuyển thủ Honor và cũng là fan T1 lâu năm. Nữ idol này thường xuyên góp mặt trong các trận đấu và chia sẻ nhiều hình ảnh về đội trên trang cá nhân. Hồi chung kết thế giới 2023, Jane cũng đến xem nhiều trận và bày tỏ niềm hạnh phúc khi đội nhà lên ngôi vô địch. Reckless và đàn em Faker gây thất vọng tại giải hạng 2 LCK. LCK Challenger là giải đấu có cấp độ dưới LCK một bậc của Liên minh Hàn Quốc, quy tụ lò đào tạo trẻ của các ông lớn LCK. Thế nhưng phi vụ Reckless, xạ thủ huyền thoại châu Âu, gia nhập T1 Academy hồi đầu năm đã khiến khán giả có cái nhìn khác hơn về Challenger. Có thể nói, giải hạng 2 này ngày càng tăng tính cạnh tranh khi mà giờ đây nó không còn là nơi thử nghiệm, tìm kiếm tài năng trẻ nữa. Các đội đua nhau về thành tích. Các tuyển thủ có kinh nghiệm tại LCK cũng xuống thi đấu cùng các đàn em. T1 Academy có khởi đầu thuận lợi ở mùa hè với thành tích 7 thắng, 4 thua sau 11 vòng. Nhưng từ vòng 12, họ đã phải nhận 7 thất bại liên tiếp.
May sao, Reckless và đồng đội vẫn vượt qua được vòng bảng nhờ hiệu số vượt trội hơn hai đối thủ cùng kết quả 7-11 là Nong Shim và Brion. Đây là tín hiệu đáng báo động với các đàn em của Faker khi đối thủ tại Playoffs đều là các lò đào tạo trẻ có tiếng như KT hay DK. Ngoài ra, các đội còn sở hữu nhiều nhân tố đầy kinh nghiệm như Wheeler của Phoenix hay Taeyun của Guangdong Freaks. Playoff LCK Challenger hè 2024 sẽ bắt đầu từ thứ hai tuần sau. Cùng đón xem Reckless và vườn trẻ nhà T1 có làm nên kỳ tích không nhé. Vậy bạn nghĩ sao về những thông tin mới này? Hãy để lại bình luận của mình bây giờ nhé.